Kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo xin hướng dẫn các bạn đó là nhập file ảnh hoặc file PDF vào phần mềm AutoCAD nha. Rồi bắt đầu tôi vào thực hành luôn nha. Rồi mở file AutoCAD lên nè. Rồi bây giờ tôi muốn inbox một cái file ảnh hoặc file PDF mà có quy hoạch chi tiết vào cái phần mềm AutoCAD này, phải làm sao nha. Inbox ảnh này. Rồi đây. Đúng như vậy nha. Rồi, bấm OK. Nó mang lại chút xíu đây. Rồi nha, chọn nó di chuyển ra chút xíu đi, rồi chọn với đối tượng này, rồi bấm AL, nắng nó về như vậy, rồi mình chọn chừng 2 điểm thôi, tham khảo. Rồi bấm enter, cái này bấm z nha. Rồi nó nóng về thấy không ạ? Ảnh này nó nóng về nè, show nè, vị trí nè. Rồi nha, cái này nè, nó bật tắt kiểm tra nè. Chiều nó mà chiều hết rồi đó, thấy không, kiểm tra thêm nó đúng không không nè, tôi nói nè. Rồi cảm ơn các bạn đã nghe, chúc các bạn thực hành thành công nha.